truyện Hồn chương 3 Da hàng thịt. Truyện thơ của nhà thơ Thái Bá Tân. Diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Tôi đọc trên nền nhạc guitar của nghệ sĩ Văn Vượng. Hồn chương 3 Da hàng thịt. Nghe người ta kể lại, ngày xưa ở nước ta có tay cờ cực giỏi, họ tên là Trương Ba. Một hôm có người nọ ngồi chơi cờ với ông, bị dồn vào thế bí mới thốt lên thật lòng: ván này may đế thích mới gỡ được mà thôi, người trần coi như chịu, ai có thể giúp tôi. Vừa hay đúng lúc ấy, một ông lão ăn mày đi ngang qua nghe thế, xin vào thử một tay. Dẫu không tin tưởng lắm, nhưng Trương Ba nhận lời cho ông già chơi thử. Đi một nước, ôi trời, cờ đang thua thành thắng, Trương Ba phải đầu hàng. Mời cụ ngồi lên ghế rồi sụp lạy mà rằng: chắc cụ là đế thích, thật vinh dự bất ngờ. Cảm ơn anh nhã ý mời ta đến chơi cờ. Nhân tiện phải thừa nhận, anh chơi cờ cao tay, rất đáng khen. Vì thế, ta báo anh điều này: số của anh sắp chết. Khi chết, dặn người nhà thắp hương lạy ba lạy, rồi khẽ nhắc tên ta. Ta sẽ đến lập tức, anh sống lại tức thì. Vừa nói xong, đế thích tan thành khói bay đi. Trương Ba nghe cả sợ, dặn vợ kỹ điều này. Thế mà bà vợ đoản lại quên mất, tiếc thay. Chôn chồng được một tháng, bà mới nhớ lời chồng, vội vã gọi đế thích, nước mắt chảy ròng ròng. Đế thích nói: thật tiếc, xác bị chôn lâu ngày, giờ đã gần thối rữa, ta cũng đành bó tay. Nhưng bà nài nỉ mãi, ngài bèn nói: làng bà, ông hàng thịt vừa chết, ta cho hồn Trương Ba nhập vào xác ông ấy, bà có muốn thế không? Bà kia chau mày nghĩ, rồi cuối cùng bằng lòng. Đế thích liền làm phép cho nhập hồn Trương Ba vào xác anh hàng thịt đã chết nằm giữa nhà. Cái xác chết ngọ nguậy bước ra khỏi quan tài, ngạc nhiên và tự hỏi: đang lạc vào nhà ai? Vợ của anh hàng thịt đến ôm chồng, tiếc thay bị ông chồng né tránh. Cũng lạ thật điều này. Cũng vừa đúng lúc ấy, vợ Trương Ba đi vào, do đế thích nói trước, bà ôm chồng vui sao. Thế là hai bà vợ tranh nhau bảo chồng mình, rồi cuối cùng huyện phủ nhờ quan xét công minh. Sau khi nghe lời kể của hai bên trước tòa, quan huyện phán dứt khoát: đó là ông Trương Ba. Tuy nhiên quan huyện nói: Trương Ba chỉ là hồn, anh hàng thịt là xác, vậy hy vọng vẫn còn. Vợ hàng thịt đang quá, anh hàng thịt Trương Ba có thể cưới làm vợ, rồi chung sống một nhà. Vợ Trương Ba phản đối, nên từ đó ông này được hai bà chiều chuộng kiểu luân phiên cách ngày. Vậy là giỏi cờ tướng cái anh chàng Trương Ba, chết không chỉ sống lại, còn được thêm một bà. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bạn.